Mảnh ghép thứ hai tiếp tục cập nhật thông tin về các hoạt động chăm lo cho người gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa tiếp tục chi hỗ trợ cho 361 lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Theo đó, mỗi lao động được nhận hỗ trợ từ 1,4 đến 2,5 triệu đồng, căn cứ thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương. Với tổng số tiền trên 531 triệu đồng, việc chi hỗ trợ kịp thời giúp người lao động trên địa bàn vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống. Được biết, thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ, đến nay thành phố Bà Rịa đã chi hỗ trợ cho 607 người bán vé số, 247 người hoạt động kháng chiến, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em phải cách ly tập trung, 338 hộ kinh doanh, 6.354 lao động tự do, với tổng kinh phí hơn 11,3 tỷ đồng.